Dở nhà khai đao con cháu chuộc, kéo nó hủy hoại đâu cần. Sao đây cho bác bảo? Này ơi bác ơi, ơi thầy, thầy ơi, thầy ơi, bác gọi tôi đi chạy đâu bây? Bây giờ ra đây rồi bác bảo. Tôi còn giờ bớt tay nhỏ buồn buồn. Mùi một bóp nhỏ phun nở ra đây, bóp đi cái nhỏ mùi này cái nhé. Mày, ra rồi bác bảo nghe không? Dạ thưa lại bác. Sao? Con còn chờ ở nhà. Ở làm gì? Phụ mẫu tại đường Tứ Bất Khá Viện Du. Phải rồi. Ví dụ hề con đi sớm về chưa xuất tất cao cho phán hồi. Tất điện à, nhớ sách lắm. Điệu bác làm thầy bác ở cố bất thi như thi vân tụ như đổ thanh điên. À, còn con thầy sao? Điệu làm tôi tài lợi lưỡng quyền, phong điển kinh cước trên đi tầm đại đạo. À, thế nào hả con? Bác để cho tôi vào tôi dành. Tuy thế nào màu tải chi nhân tâm cho nên khóc không thần giàu ma thầy tớ ta thấy thế mà thôi cùng 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 múa. À mày múa thế này nó là cái kiểu gì thằng kia? Ừ, múa thế này nó có kiểu đấy. Kiểu gì con? Cả câu tài thì có bạn mày. À mày nói ra chân giò rồi. Chân giò đấy. À chân giò này ra thế nào? Ngoài đem vào. Đem vào đâu? Bác không biết đem vào đâu rồi. À, đem vào mồm. Mày chỉ nhại tao thôi. Thưa lại bác, sao? Ấy còn múa vào kiểu tứ linh. Hai tay tôi giơ lên cho phục vũ long phi. Phải rồi. Chân tôi đứng cho tựa thủy ba phiên hàn. Phải rồi. Mình tôi đưa đi đưa lại linh quy đơn giáp. Mặt tôi ngẩng lên hầu hạ quan viên. Ừ. Thế cha long mã hồ đồ trong nước đi đục lờ lờ. Ôi bác ơi. Thằng kia. Ê, con người là bác có đá què chân con rồi bác ơi. Tao bảo ai nó đá mày bao giờ thế? Dạ nó đá bao giờ? Nó hẹn đến ngày kia nó mới đá. Thế mà mày làm tao chả còn hồn vía nào cả. Thưa bác. Sao năm nay tôi không phải là hề? Thế mày là gì? Mẹ tôi đã đục cho tôi 36 tên. Tên cái lại đục tên cái thằng kia. Ờ thế mà có một tên là tôi không dám gọi. Tên thế nào mày không dám gọi? Tên là... Là gì? Là ông... Là anh chứ mày lại là ông mày chưa với tao à? Là... Là gì? Ông Bảy Cả. À, ông Ba Vành rồi. Ờ à, phải đấy. Ừ. Ông Ba Vành chả là anh ông Bảy Cả. Thế rồi sao? Ông Bảy Cạp lúc bây giờ tức giận cho biết đạp ông Ba Bảy. Mày láo thì sao mày lại đạp con tao thằng kia? Thưa bác. Sao? Bác gọi tôi là Như Lai tôi hầu bác. À thế vào. Này Như Lai con. Ấy Lai con là Chí Khả Dĩ Lai. Ừ. Mừng làng ta ra Nam Tứ đa thọ đắc gia tài. Dạ. Phúc nhật tinh đức lại Nhật Lai. Lạc đông lạc chở nhân dân lai thịnh mạnh lắm. Thế cho nên tôi có cái răng thờ. À thớ răng chứ sao lại răng thờ thằng kia? Ừ bác không biết. Sao? Răng thờ là răng ông già bà lão. Làm sao? Thế lúc bây giờ mình lấy cái nào rồi mới cho bỏ vào ông hương. Không ai được cơm gọi là răng thờ. À đấy là người ta cất vào một lỗ. Còn mày đây là thớ răng chứ mà. À thế là thớ răng nhàn lại vô tay. Bắt đi Hùng dung mi anh thủy giáp đông sông. Nhất
thông dĩ hồng, vạn vật tĩnh quan, giai tự đắc tự đắc tư thời, nhai hướng dữ nhân đồng nó lát xuất ta. Mấy vợ nè? Tao à? Ừ, tao ba vợ. Ơ, người thấy mà vô bạc à? À, ba vợ chứ lại vô bạc là thế nào? Thế tôi hỏi bác lấy bao nhiêu tiền một vợ? Tao lên 50 quan. Thế nào mà lại không bằng tiền không đuôi vợ mày là thế nào? Ơ, vừa tôi lấy cho tôi 10 tiền rưỡi mà 10 vợ. Thế nào mà lại tiền rưỡi những 10 vợ? Mày nói tao nghe nào. Tôi đi sau mà tôi lại vớ được một vợ nữa là 11 vợ. Như thế nào hả con? Tôi mới tiếp linh vợ tôi về, tôi mới treo con sỏ nhà. Quế chứ, sao mày lại treo lên đây? Ủa trời, cái giờ nửa đêm về ban sáng bà con thích tình bà con mới kể kiểu này thì hay lắm đâu. Kể như thế nào mày nói tao nghe? Kể thế này đây. Kể thế nào? Ốp. À, thế là mày thì lấy ếch rồi. À, hôm nào mát trời bác sang tôi chơi. Chơi để làm gì? Tôi nấu bắp tù và vợ tôi cho bác ăn. Mày láo thì tao lại ăn tù và vợ mày bao giờ? Tôi mừng bác bà thơ ba vợ nhá. À. Cái gì của mày thế? À, tôi chết rồi bạn. Làm sao? Cái bút của tôi. Thế nào? Mấy nó nghiền mẻ. À, mày nói là cái chày hành rồi. Chày hành nhá. Ừ. Tôi mừng bác một câu ba vợ ơi. Ba dài. Tốt lắm. Dưỡng vô thư nhá. Rồi cái thằng này cho mày là bảo bố cu là thế nào? Ừ, con trai thì đừng gọi con cua. Ừ, cũng được. Ấy thật của làm ra chẳng mượn ai. Còn mượn ai nữa? Ai mà mượn ai? Cái việc ấy là đánh nhau có mạng nữa. Phải rồi. Mùi cho trong nhân để mà đi ăn cướp. Còn ăn đi học chứ. Cướp là cướp lấy khoa danh, cướp lấy tài. Đặt để trời yêu mấy bèn những người đặng để mà chơi tới ngăn cung tuấn là đưa đổi nơi sao tua mộng hát tề trời đã tôi đi đâu nào? Bây giờ tao cho mày đem tiền ra chợ mua rầu nhang rồi vào chùa lễ Phật, thấy không? Đi chợ mua rầu nhang. Ờ. Anh em ơi. Dạ. Thôi con đi chợ nhé. Dạ. Con lên đây mấy cái mày đi chợ tao về mua bán gì à? Mày tính tao coi nào. Hương đây. Hương à? Bao tiền? Ba tiền hương. Hương ba tiền là 6 tiền. Mới có 3 tiền thằng kia. 6 tiền mới có 3 tiền thôi. Bác chỉ được cái ăn gian. Còn mày ăn gian thì có tôi khí cho bác. Thôi tao cho mày. Bây giờ đi vào chùa nhá. Vào chùa? À, đi vào chùa lễ Phật. À, thế thì con vào đấy là con phải từ bi từ tại. Mày có muốn đánh trống là trống thì cứ mặt, mà chuông thì cứ rốt. Đúng chưa? Chuông cứ rốt. Ừ, được rồi. Vào chùa tôi đâm một
tiếng. Bương chuồng thằng này làm sao mày đấm vào rốn tao là thế nào? Rốn bác à? À, rốn tao đấy. Rốn bác thì mà rốn bu nó nhỏ tôi là tôi đấm đến sáng. Thì lao rồi. Rùng bà tiếng trống thiêng liêng thú hà. Anh bác mất rồi ta đường xa. Thank you.